chào toàn thể các bác đang theo dõi video của shop. Video này thì shop dành riêng cho các bác ở lứa tuổi trung niên, giới thiệu được bác về một cái mẫu xe đạp touring ở phân khúc giá tiền bình dân để các bác có thể tham khảo, các bác lựa chọn cho mình đi đạp thể dục, đi đạp thể thao. Trước tiên thì cho phép shop xin được gửi lời chào, lời kính sức khỏe đến toàn thể các bác. Chúc các bác có một cái sức khỏe dồi dào để tiếp tục theo đuổi đam mê đạp xe của mình. Và ngày hôm nay thì trước khi đi chi tiết thì cũng cho phép shop giới thiệu qua về cái cách thức mua bán giao dịch của shop để các bác nào mới vào kênh, các bác chưa biết thì các bác tham khảo. Ở shop em thì ở Bắc Giang, các bác ở gần, các bác đến trực tiếp bên shop xem xe cũng là mua xe luôn. Còn với các bác nào mà ở xa không đến trực tiếp bên shop thì bên em có nhận ship code CD toàn quốc qua đường bưu điện. Và nhận hàng quyền lợi các bác là được kiểm tra hàng trước khi thanh toán đúng mẫu mã như trên video em quay, các bác mới phải thanh toán qua nhân viên bưu tá. Trường hợp sai mẫu mã, sai số lượng, các bác có quyền từ chối nhận hàng. Và đấy là quyền lợi các bác. Thế còn bên shop em là quay video như nào, bán hàng như vậy, hàng đến tận tay các bác đúng như trên video luôn. Nên các bác yên tâm về cái độ uy tín của shop. Quyền lợi các bác là được kiểm tra hàng rồi thì trước khi mua hàng, mong các bác là tham khảo thật kỹ video mà em quay giới thiệu xe trước khi các bác đưa ra quyết định đặt hàng, tránh trường hợp là khi mà gửi xe cho các bác, hàng đến nơi rồi nó xảy ra vấn đề khúc mắc gì thì nó cũng không hay. Các bác chỉ lưu ý giúp em một cái điểm nhỏ như vậy. Thế còn bên shop thì cũng không bắt các bác phải đặt cọc một cái đồng nào cả, trừ giả những chiếc xe nó có giá trị lớn thì shop mới bảo các bác cọc mỗi một chút tiền trách nhiệm để khi mà làm việc với nhau nó có trách nhiệm thôi các bác ạ. Nên các bác cứ yên tâm. Và đi chi tiết vào video ngày hôm nay thì em giới thiệu cho bác về một cái mẫu xe Fuji Sport với mã là UND 700. Đó. Một cái dòng xe đạp touring, thương hiệu thì cũng khá là nổi tiếng trên thế giới rồi. Ở đây nhà em thì còn hai phiên bản màu là màu đỏ và màu xanh, rất là đẹp như này. Nhà em về lần này về thì nó có đủ màu nhưng mà đã có bác xe vừa về cái bác đã lấy luôn rồi. Đây còn hai cái mẫu này thì nhà em làm một cái video để giới thiệu với các bác tham khảo. Và cái cấu hình xe thì nó là thiết kế như nhau thôi, nó chỉ khác về phiên bản màu. Thì các bác hợp với phong thủy màu nào thì các bác có thể là lựa chọn. Về cấu hình xe thì em xin giới thiệu qua đây các bác một chút. Về cái phần tay lái là thiết kế là hợp kim nhôm này. Phần tay cầm thiết kế là cái phần cao su lon và được làm nhám. Và cái bộ bấm giả là của hãng Shimano, phanh và củ đề kết hợp với nhau là tay phanh bằng và củ đề bằng gần với cả cái phần tay cầm để các bác dễ dàng các bác sử dụng. Nó cho các bác được những cái trải nghiệm rất là ok nhé. Xuống đến phần càng là sử dụng là bằng nhôm, trục là trục tháo nhanh, phanh là phanh thắng cơ, đĩa bóp vành. Xin lỗi các bác là phanh thắng cơ, đĩa không có dầu. Mayer là mayer nhôm, lan hoa thép liền với cả cái phần vành. Vành thiết kế là bằng nhôm hai lớp và được cắt CNC. Đó. Và con này lốp nó thiết kế là lốp dành cho xe touring nên nó không quá to và cũng không quá nhỏ. Phần nhám cũng có vừa phải. Lốp là của thương hiệu Kenda. Đấy. Thương hiệu Kenda của Đài Loan. Bánh của nó là bánh 700x32C thì các bác phải có chiều cao tầm 1m65 trở lên các bác đi đạp xe mới vừa được. Nó sử dụng cái phần van là van hạt gạo truyền thống này, có phản quang bánh xe này. Và sang phần khung xe con này nó thiết kế là bằng hợp kim nhôm, được sơn hai cái lớp sơn tĩnh điện chống han rỉ in chìm thương hiệu của xe này. Và nó được hàn và xử lý các cái mối hàn vẩy cá rất là chắc chắn. Phô tăng ở đây là phô tăng nhôm các bác nhé. Khung bằng nhôm rồi, cọc yên thì cũng bằng nhôm, khung yên thì bằng thép đệm bọc da bên ngoài chống nước của hãng Fuji luôn. Đây là phần yên. Xuống đến phần trục là của hãng Plowell, một cái thương hiệu đùi đĩa rất là nổi tiếng trên thế giới. Trục là trục đặc và bên trong có vòng bi bạc đạn này. Đó. Sang đến phần bánh sau thì nó thiết kế giống như bánh trước thôi. Lúc nãy thì chưa giới thiệu với các bác về nó, con này nó có chắn bùn thì đi nó rất là sạch sẽ khi mà các bác đạp xe vào thời tiết mưa. Đấy. Chân trống đi theo xe này. Trục sau thì lại là sử dụng là trục tháo truyền thống. Phanh sau vẫn là phanh thắng đĩa, không có dầu. Và con này thì nó có ghép ba ga,
để các bác đi đạp xe, các bác có thể chở thêm người này, hoặc là các bác chở đồ, hoặc là đơn giản là các bác chuẩn bị một cái áo mưa để các bác đi đạp xe có gặp trời tiết mưa thì cũng sẽ không bị ướt. Đó. Bidan đi theo xe. Bidan con này nó là bằng thép kết hợp với nhựa cao cấp và được làm nhám hai cái bề mặt trước sau. Đấy. Và nó có phản quang nữa. Nhìn nó hơi thô nhưng mà đi thì rất là chắc chắn các bác nhé. Bộ phận chuyển động. Bộ phận chuyển động gạt đè trước thì là của hãng xe Malo Autos. Đó. Với 3 đĩa trước và 8 lít sau. Gạt đè sau cũng là của hãng Shimano Autos. 3 x 8 cấp độ để các bác đạp đường phố thoải mái các bác nhá. Quay cho các bác xem một lần nữa. Tiện đây thì xin thông tin các bác luôn. Các bác ở Bắc Giang mà chốt xe bên shop em ấy thì bên em sẽ miễn phí vận chuyển ra hàng tận nhà các bác. Thế còn các bác khác mà chốt xe với trị giá chiếc xe đạp trên 10 triệu đồng thì bên em sẽ tặng full phụ kiện để các bác có đồ chơi xe. Và ngoài ra thì bên em cũng có cung cấp cả những cái phụ kiện chính hãng để các bác mà có nhu cầu trang bị cho những chiếc xe đạp thể thao của mình thì các bác liên hệ trực tiếp với bên em. Và em xin nhắc lại là số em là một cơ sở chuyên cung cấp các cái dòng xe đạp thể thao, xe đạp địa hình, xe đạp đua và xe đạp gấp với đầy đủ phân khúc giá tiền từ bình dân đến cao cấp. Các bác có nhu cầu tham khảo và mua hàng thì liên hệ trực tiếp với bên em qua số máy mà em để phần tiêu đề hoặc phần mô tả. Số máy đó thì có Zalo, các bác kết nối Zalo với em thì em sẽ trực tiếp tư vấn và gọi video thì em sẽ quay trực tiếp xe để các bác dễ dàng các bác quan sát được xe. Đó, và video này thì em xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bác đã xem hết video và xin chúc các bác có những giao dịch thành công với shop. Các bác nhớ là hãy nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và bật nút chuông lên để nhận thông báo mới nhất về các video trong thời gian tới em sẽ đăng tải. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.